Bao nhiêu cân đấy anh? Ôi trời, tầm 3 cân bợ. Bưởi vừa trắng vừa to, ai chẳng thích. Thì bưởi vừa to vừa trắng vừa mềm. Chỗ này là 3 cân vợ. Gì 3 cân? Anh nhìn lại đi, 3 cân rưỡi hẳn hoi kia kìa. Bán hàng. Em ơi, của em hết 100. Em thông cảm nhá, chồng chị hôm nay hơi mất tập trung. Em biết mà, đứng trước một thứ hấp dẫn ấy thì người ta mất tập trung là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh? Em gửi tiền chị này. Chị xin. Em mới chuyển đến đây ấy, có gì anh chị chỉ bảo giúp em ấy nhá. Bảo sao, nhìn em cứ lạ lạ ấy. À, hay là anh chị cho em số điện thoại đi, có gì tiện thì em gọi ship, bọn em hay mua hàng ship hơn ấy. À ừ, không chí. Anh đọc số đi ạ. Đây, số anh đây. Đây. Rồi ạ, em cảm ơn, thế em đi về.